Dạ, nhóm phụ nữ miền Tây xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn nha. Xin chào các bạn, xin chào. Ngày hôm nay là ngày 15 tháng 10 âm lịch. Dạ, thì nhóm phụ nữ miền Tây rất là vui mừng khi mà được đại diện cho Mạnh Thường Quân, đó là anh chị Du Trinh, trao tặng 1.000 miếng tàu hũ trắng đến cho bà con ở xóm Cồn. Thì đây là toàn bộ cái số tàu hũ mà mấy chị em tụi mình đã mua được nè. Thì cũng xin nói với lại anh chị Du Trinh cùng các cô chú, anh chị và các bạn được biết đó. Thì hiện tại cái chỗ tàu hũ mà mấy chị em mình mua thường là 2.000 một miếng á, thì ngày hôm nay người ta làm hết nổi rồi nên là người ta không có làm cho mình được, mình phải đặt cái chỗ khác. Thì cái chỗ này là ở dưới chợ Chắc Cà Đao đó, thì cái giá nó có khác một chút, là nó đến là 2.500 một miếng. Dạ, thì cái miếng nó thì nó sẽ to hơn là cái miếng 2.000 và nó cũng bự hơn luôn. Tàu hũ này là tàu hũ nước muối nha, cực kỳ là ngon. Thì mấy chị em mình đã vô một cái phần như vậy á, là tổng cộng là 10 miếng, dạ là cho 100 phần. Dạ, thì tổng của những cái miếng tàu hũ này 1.000 miếng đó là 2.500.000 đồng, cộng thêm đó là người ta phải vận chuyển từ chợ Chắc Cà Đao đem lên đây là 100.000 nữa, thì tổng là 2.600.000 đồng. Thì cũng mong anh chị Du Trinh và các cô chú, anh chị và các bạn thông cảm nha, vì mấy chị em mình cũng đã tìm đặt hết rồi nhưng mà chỉ còn là cái giá này thôi. Dạ, thì bây giờ cũng xin đại diện cho anh chị để mà trao tặng những cái phần tàu hũ thật sự rất là thơm ngon luôn đến cho bà con ở xóm Cồn nha. Rồi chị lên chị bóc đi, đặc biệt là tàu hũ hôm nay thì người ta không có vô sẵn cho mình mà mình phải tự bóc nữa. Đây đây của em đây, giỏi rồi, của Betty rồi, của Thịnh nè. Cảm ơn chị cả. Rồi anh chị Du Trinh gửi tặng đến cho em nha. Cảm ơn chị cả. Giỏi lắm rồi, đây giỏi, đem về cho mẹ. Rồi của em đây lắm. Rồi xin mời của em nè ba. Cảm ơn chị. Giỏi. Rồi xin mời em. Đồ. Cảm ơn. Giỏi lắm. Rồi của em là Ngọc. Cảm ơn. Dạ. Yeah. Chúc bà Bảy ăn ngon miệng ạ. À. Cảm ơn. Dạ. Yeah. Dạ, ăn cái này là chất lượng lắm luôn á. Dạ. Yeah. Rồi của bà Sáu đây ạ. À. Rồi, cảm ơn. Dạ. Yeah. Đây, của Út nè. Dạ. Tàu hũ này nó rất là mềm luôn. Ừ. Cô ông nội đây. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Rồi con xin mời. Rồi, cô Cẩm luôn. Dạ, cô chú đây ạ. À. Rồi xin mời người tiếp theo ạ. À. Của bà Ba đây ạ. À. Anh chị Du Trinh gửi tặng. Dạ. Rồi. Thôi ra kìa. Dạ, cũng nói cho các cô chú, anh chị và các bạn được biết thêm một điều nữa là ngày hôm nay thì bốn chị em tụi mình sẽ trao tặng cho các bà con ở xóm dưới là 50 phần tàu hũ. Còn 50 phần còn lại thì mình sẽ đem lên xóm trên cho các cô chú đang được cách ly và nằm ở trong khu phong tỏa, không có đi ra được nha. Rồi, ngồi thêm. Đây, của Tho đây. Cảm ơn. Giỏi. Rồi. Dạ. Anh chị Du Trinh gửi cho bà Út nha, tàu hũ. Dạ, tàu hũ này nó rất là mềm luôn. Rồi, của nội đây. Dạ rồi, xin gửi tặng à. Cảm ơn nha. Dạ. Rồi, vậy mình đi lên trên, còn nữa. Rồi, xin mời Dương. Rồi, đây là của em nè. Cảm ơn. Giỏi. Rồi, mình đi nha. Hết rồi. Có lấy bớt cái khay dễ không? Rồi, mình đi nha. Rồi chưa chị ơi? Rồi. Đi kêu quá ta. Tàu hũ đây. Rồi, rồi 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 của em đó. Cảm ơn. Rồi giỏi lắm. Đây xin mời. Rồi của em đây Bảo. Cảm ơn chị Trắng. Giỏi. Đây anh chị Du Trinh gửi cho em nha. Cảm ơn chị. 2, 4. Rồi. Các em đem về cho ba mẹ. Tàu hũ này rất là ngon và tốt cho sức khỏe luôn. Dạ, bà Tám.
Rồi xin mời. Rồi. Của em đó, giỏi 25. Rồi, dạ rồi. Đây, của bà Tám đây. Rồi, cảm ơn con. Dạ, đây của em Linh. Rồi, cảm ơn luôn nha. Dạ. Dạ rồi, con xin mời. Rồi, em lấy đi. Em lấy đi. Giỏi, rồi, của bà Bảy đây. Dạ, rồi, đây, em đây. Cảm ơn. Của em nè. Em cảm ơn. Giỏi. Rồi, đây này cho ba mẹ nha. Dạ rồi, của bà Ba rồi, đây. Cảm ơn các con luôn. Dạ. Đây, của em đây. Dạ đây à, chấm nước tương. Rồi, cảm ơn dạ. Tao hủ không không? Dạ rồi. Máng đó đi ạ. Rồi, dạ. Dạ, ông Tư ơi, của ông Tư nè. Dạ. Đây của dì Mai đây. Rồi, cảm ơn. Dạ. Cái gì cho đồ hủ. 2, 4, 6, 7. Rồi em ba bọc qua đây nữa chị. Là đủ 50 đó. Rồi. Rồi. Dạ, có gì đây ạ? À? Dạ, anh chị Xuân Trinh gửi tặng ạ. À. Dạ. Rồi, xin mời. Rồi, xin mời em. Rồi, của em đây. Cảm ơn chị. Giỏi rồi, chúc ăn ngon miệng à. Rồi, xin mời em xuống dưới gửi tay cái giùm chị nha. Dạ, anh chị Thu Trinh gửi tặng ha. Dạ, rồi, của em đây, em đem gì cho bà đi. Rồi, của em đây. Rồi, xin mời em đem gì cho mẹ nha. Rồi, lấy đi, lấy đi, lấy đi, lấy cái này đi. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn chị đi. Giỏi. Rồi, giỏi lắm. Rồi, xin mời. Giỏi. Rồi, đây. Trời sao mà hay với người ta đủ luôn. Rồi, đây, của em đây. Cảm ơn chị. Của dì Mai nè dì. Cảm ơn bốn người hết nha. Dạ, chú. Rồi, đủ 50 rồi đó chị. Hình như còn ai không tăng. Không thấy ai ra nữa chị. Rồi, vậy mình lấy qua đem đi ha. Sang sẻ. Còn 29 nữa. Rồi. Của em đây. Chú ơi. Cảm ơn gì. Giỏi. Dạ. Rồi, còn ai nữa không? Rồi. Bảo chị ơi, tới đây hết luôn. Tàu chiên ngon lắm đó bà ơi. Chấm với tương ớt. Dạ rồi, xin mời ạ. Rồi, cảm ơn nha. Dạ, không có chi đâu ạ. Rồi, vậy là mình còn lại 48 phần. Mình đi lên trên luôn chị ha. Bà có lấy không? Có rồi ha. Thank you.
Chị để tao hủ đi, chị cho người ta ra lấy được đúng không? Đợi chị chút nha. Con để tao hủ đây, mấy cô ra lấy nha. Không không, ở đó đi. Ê, ý, lại khiêng tiếp chị này. Ở đây là mình còn lại tổng cộng là 48 phần đó các bạn, là mình sẽ gửi tặng đến cho các cô các chú ở trong đó hết luôn. Em lại khiêng giúp cái đó giùm chị, cái ở phía trên rồi. Em làm camera cho mình chất à, mình để dưới mình chất lên đi chị ơi, mình lấy cái sọt lại chị. Tay chưa lấy cái tay. À ở đó đây, đừng có lại chút xíu nữa hả lại. Tại vì ở quê mình á, nặng á, nằm ở trong đây thì có những cái ca F0 mới vừa đưa đi, nên là các cô chú ở trong đây thì đang bị phong tỏa, và nên là muốn mà mua thức ăn thì rất là khó luôn, tại vì đã chặn hết hai đầu rồi. Nên là hôm nay nhờ cái tấm lòng của anh chị Du Trinh thì gửi đến những cái phần tàu hũ này cho các bà con. Dạ, ở trong đây thì có rất là đông luôn, nhưng mà hiện tại thì mình gửi trước là 48 phần, nếu mà có thiếu nữa thì lần sau mình sẽ gửi thêm đến cho mọi người. Đông dữ lắm luôn. Thôi từ từ đi. Rồi chắc vậy đi, chạy rồi. Rồi hồi đợt nữa đi. Lát nữa. Rồi lấy đợt nữa đi, xa xa ra. Bưng bưng lên chỗ khác đi mọi người. Ê, đi. Nặng. Rồi để đến đây đi, để xuống đây đi. Mình để chồng lên đây đi, nó đỡ hơn. Để chồng lên đây đi. Chồng ngang. Lấy tay. Lấy đi mấy cô. Dạ. Chị ơi. Ý là ở ngoài sau có cho không? Không cưng, dành cho phong tỏ. Dạ cái này dành riêng cho khu phong tỏ rồi. Hôm qua đã có rồi. Để nó bay đi về đây, bữa nay không có đâu.
Dạ được, cô lấy lại đi cô. Cảm ơn. Dạ dạ, đi lấy đi ạ. Mấy cô có thích ăn cái gì nữa không? Mấy cô có thích ăn cái gì nữa không? Dạ giỏi. Còn ở Tút Tút đằng kia nữa. Dạ. Ừ, tội nghiệp ghê luôn á. Nhớ lại cảnh của mình cũng tương tự như vậy. Rồi rồi, tranh thủ bây giờ đi, còn mấy bài nữa. Khó thương mấy cô hôn nữ rồi. Cô ơi, còn mấy người Tút ở đằng kia thì sao? Rồi, cảm ơn luôn. Còn Tút ở đằng kia. Dạ còn. Còn Tút, còn một cái Tút đằng kia nữa. Đó đi sao mệt dữ ta. Tút Tút đẳng chưa ra nhà thấy chưa ai hay rồi đủ luôn rồi, cái ba lợi nữa là đủ luôn, còn ở đây không nói nữa, còn Tút ở đằng kia nữa, khúc cái cô bán hột vịt đó. Có ai điện cho mọi người đẳng lợi nhận không? Đợi chút xíu. Gì nè, làm gì nè. Rồi đó. Em lại đi. Giỏi. Chị ơi. Giỏi. Cẩn thận nha cô. Cẩn thận nha cô, anh chị Du Trinh gửi tặng ấy ạ. Dạ. 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 Dạ, không có gì đâu ạ. Dạ, vậy cô lấy đem lên trên kia đi cô. Lấy hai ba lần lên dạ. Đó, có lấy cho bà nó mềm không? Có ai đi đẳng không hả chị Lâm? Có ai đi đẳng không? Kêu bà đẳng thì đã lấy. Dạ, cô mang lại đẳng giùm con nha. Dạ, cũng có những cái nhà các bạn ở quá xa nên là không có thể nào mà đi lại tới đây lấy được. Khi nào mà ở đằng đây cho hay thì họ mới lấy. Thì ở trong đây có khoảng là hơn 100 hộ gia đình đang được phong tỏa. Thì có những người là F0 đã được đưa đi rồi. Những người F1 thì hiện tại tiêm vaccine rồi thì đang cách ly tại nhà. Thì rất là khó khăn luôn. Hôm nay nhận được những cái phần tàu hũ này đến từ anh chị Du Trinh thì có lẽ là họ sẽ vui và ấm lòng lắm ạ. Em kêu mình mọi người ở đằng kia lại lấy.
Một khi đã bị phong tỏa như thế này rồi á, thì chỉ nhờ những người ở phía ngoài vô để mà mua đồ ăn thì họ cũng sẽ gửi ở đây rồi gia đình ra lấy thôi. Ngoài ra thì họ sẽ không được bước chân ra ngoài, tại vì ở đây là đã có người canh gà giữ rồi. Dạ. Dạ, lấy nhanh chóng về nha cô. Cô đi nhanh chóng. Cô lấy cho cô nào ở đằng kia đó thì cô lấy đi ạ. Cô ơi. Rồi. Cô mang lên đằng kia giúp con nha cô ơi. Dạ. 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6. Chết rồi. Cô ơi, cô... Dạ, cô lấy đi ạ, à, nhưng không đủ quá. Rồi, lại, cô... khoan cô ơi, cô lấy 2 bọc thôi, còn 4 bọc cho 4 người phía sau giùm con nha. 4 cái thả nha. Dạ. Dạ. Thôi. Cô không cảm giùm con, tại vì 4 người đang có ở đây nên là mỗi người một phần giùm con nha. Dạ. Cô ơi không kịp nữa rồi, chắc để đợt sau á. Hết rồi. Hai đứa lấy một phần thôi, cho bà phía sau một phần có được không? Hai đứa lấy một phần, cho bà phía sau một phần có được không? Dạ rồi. Dạ chị ơi. Dạ à, ngày hôm nay thì nhóm phụ nữ miền Tây thật sự rất là vui mừng luôn với tấm lòng của anh chị Du Trinh trao tặng đến cho các bà con ở xóm Cồn cũng như là các bà con đang phong tỏa, tổng cộng là 1.000 miếng tàu hũ trắng. Thì xin chân thành cảm ơn tấm lòng của anh chị nhiều lắm. Chúc cho anh chị luôn luôn dồi dào sức khỏe và luôn thành công trong công việc nha. Dạ xin chào mọi người ạ, chào các bạn.